Nam có một câu tục ngữ là phú quý sinh lễ nghĩa. Thì bây giờ mình đảo cái vế, lễ nghĩa lại sinh ra phú quý. Quản lý tài chính cá nhân là cái quá trình tìm hiểu cái nhu cầu của mình, cái mức nào mình có thể vui vẻ và tự xác định những cái chuẩn mực cho chính mình. Lúc mà nằm như vậy chúng ta có tâm thế gì? Những cái lúc đó rất dễ phán xét bản thân mình. Chọn lựa thuộc về trí tuệ, còn dấn thân với sự chọn lựa thuộc về cột nghị lực. Và cuối cùng là mình thực hành cái đời sống của mình, nó là đạo đức. Nhìn một cái dự án hoặc một công việc mình bước vào đó, thông thường chúng ta sẽ kỳ vọng chúng ta luôn luôn chiến thắng. Và chúng ta quên mất là chúng ta cũng phải chuẩn bị mọi tình huống bất như ý. Không phải là AI sẽ lấy đi việc làm của con người, mà là người biết dùng AI thuần thục sẽ lấy hết việc của những người không biết dùng. Người ta muốn tin vào bản thân mình thì đầu tiên nhất là phải vững ở bên trong và sáng ở bên ngoài. Cái câu hỏi đầu tiên mà các CEO và founder phải trả lời là không phải là tôi có nên thay đổi hay không, mà Giang nghĩ cái câu hỏi đầu tiên là liệu nếu tôi cứ tiếp tục như thế này thì có giúp cái doanh nghiệp này nó phát triển và nó đi xa hơn hay không. Mình có câu trả lời dài hay câu trả lời ngắn?